Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của xe đạp 88. Thì hôm nay bên shop xe đạp 88 em sẽ review chiếc xe đạp gốc của thương hiệu của gia đình. Mẫu xe này thì đang là model phiên bản 2021. Thì rất nhiều anh chị đang muốn lựa chọn một cái chiếc xe gốc cho cả gia đình đi, thì hôm nay các anh chị không thể thất vọng đến xem một cái phiên bản 2021 model này của em. Đối với dòng xe này em thì được gấp vào như này, rất là thon gọn và mùi gốc của nó rất là... Tên của chiếc xe này là Expressway, đây các anh chị có thể thấy này. Đến từ thương hiệu của Giant, nước sơn rất là bóng, làm rất là mịn và dày. Thì các anh chị cùng em vào tìm hiểu sâu cái cấu hình của xe nhé. Bây giờ em sẽ ráp lên và đây là bảng em sẽ đã gấp vào. Các anh chị có thể thấy đây này, cái mùi gốc của xe này. Em có các mùi gốc của xe là có 1, 2 và 3. 3 mùi gốc của xe rất là tiện. Đầu tiên em muốn mở nó ra. Đấy, mở nó ra này. Và đã hoàn thiện một chiếc xe gấp rất là nhanh. Trong vòng khoảng vài giây là có thể gấp được một chiếc xe và mở một chiếc xe ra. Bàn đạp cũng được gấp vào này. Không để các anh chị thất vọng thì em sẽ chờ lâu thì em sẽ review luôn về cái cấu hình của xe. Đối với dòng xe này thì được trang bị của nó là xe gấp cặp bánh 20 x 1.95, phù hợp cho các anh chị và các em cao 1m35 là có thể trở lên là đi được. Chiếc xe này được trang bị là khung sườn hợp kim nhôm cao cấp của hãng Giant, độc quyền của Giant nhé các anh chị nhé. Khung sườn hợp kim nhôm này. Là màu sắc của xe thì được trang bị là màu sắc xanh rêu. Đấy, màu xanh rêu này. Đây là màu xanh rêu. Và ngoài ra thì chiếc xe này được chạy bộ chuyển động đều là của Shimano Relay và tay đề bắp. Đối với chân ghi đông đây, chân ghi đông đây thì em có cái ghi đông dài khoảng 60 phân. Đấy, trên ghi đông được trang bị là cặp phanh, hai cặp phanh trước và sau, cặp phanh má vành, bóp rất là nhẹ luôn các anh chị nhá. Bóp rất là nhẹ này. Em nhấn mạnh về cặp phanh này, bóp rất là nhẹ luôn. Đúng là đồ của hãng luôn. Bóp rất là sướng luôn, không giống như những cái vòng xe phổ thông. Trên ghi đông thì được trang bị cả tay đề vặn số này. Tay đề vặn Shimano 7 tốc độ nha các anh chị nhá. Rất là tiện này. Sờ vào chiếc xe này, sờ vào món nào cũng rất là sướng tay luôn. Ngoài ra thì được trang bị cái tay nắm này, tay nắm cao su rất là mềm. Đánh giá một chiếc xe này rất là cao luôn các chị nhé. Còn đây là cặp phanh của này, cặp phanh của bánh trước này, phanh cụm má vành này, rất là nhẹ luôn và ăn. Càng thì được trang bị là càng thép các anh chị nhé. Càng thì được trang bị càng thép. Vành của xe này thì được trang bị là vành hợp kim nhôm hai lớp này. Vành căm thì được trang bị là căm tròn này, Meyer nhôm này. Bản lốp thì size 20 x 1.75, 1.75. Bản lốp của CST này anh chị nhá. Lốp của CST. Còn đùi đĩa này, đùi đĩa của chiếc xe được trang bị là đùi đĩa nhôm này, một tầng. Đấy. Trục thì chạy trục cốt vuông, chạy bi bạc đạn bên trong. Đùi đĩa này nhôm này, đùi đĩa rất là xịn sò luôn này. Có cả trắng xích nha các anh chị nhá. Xích lip này đều của Shimano nha các anh chị nhá. Lip 7 tầng Shimano ạ, lip vặn này. Củ đề được trang bị là củ đề Shimano đời Tuley các anh chị nhá. Củ đề Shimano đời Tuley này. Về tốc độ này. Cái yên xe này thì không gì có thể êm hơn. Yên xe rất là êm luôn các anh chị nhá. Đấy, rất là êm này. Bảng lốp to, yên của Momentum. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị gấp chiếc xe này vào. Nó rất là dễ và chỉ trong vòng vài giây là gấp được mẫu xe này cho anh chị nhá. Đầu tiên thì anh chị này, đầu tiên anh chị có thể gấp cho em cái bi đen này vào cho gọn này. Hai bên các chị ấn vào là được. Thứ hai là anh chị có thể mở cái này ra cho em này. Đây nó có cái lẫy này, cái lẫy này mở ra này. Và các anh chị cầm tay vào đây, bẻ nhẹ phát là có gập vào xe này. Đấy, các chị cầm vào xe này. Sau khi gập này, nếu các anh chị đẩy ngoài đường, các anh chị có thể đi này. Các anh chị đẩy đi. Đó, các anh chị đi này. Cho lên nhà này.
Nếu anh chị ngoài ra thì anh chị có thể cho nó gọn lại thì anh chị cho yên này. Cho yên nó giúp ở đằng sau này nhá. Đấy. Cái này anh chị cho xuống. Như này. Đấy, chúng ta đã xong một chiếc xe này trong vòng vài giây được một chiếc xe. Rất là nhẹ. Chiếc xe này tổng thể chiếc xe này là 12 kg anh chị nhá. Rất là nhẹ thôi. Anh chị có thể đi đâu mang theo. Ngoài ra thì các anh chị có thể truy cập vào trang web xe đạp 88.vn để biết thêm mẫu nhiều xe đạp hơn ở bên xe đạp bên em. Và các anh chị muốn đặt hàng online thì anh chị có thể liên hệ với số hotline 0964050166 và 0936307577 để bên em tư vấn thêm nhiều xe đạp khác. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.